Con chào thầy, em chào các bạn. Đây là Trần Thái An, học sinh lớp 6A5, trường trung học cơ sở Phương Mai. Hôm nay con sẽ thuyết trình bài chỉnh sửa ảnh. Để bắt đầu bài, con sẽ nhấn nút bắt đầu. Nó sẽ hiện lên cho mình một cái giao diện để mình chỉnh sửa ảnh. Mình sẽ chọn một ảnh bất kỳ, sau đó sẽ chỉnh sửa độ sáng ở tương phản ánh sáng và độ sắc nét. Nếu chúng ta không vừa ý thì chúng ta có thể nhấn nút reset để chỉnh lại tất cả các hiệu ứng vừa rồi. Sau đó chúng sẽ lưu ảnh. Rồi, file. Đây là code để mở ảnh và đây là code để lưu ảnh. Đây là code, như là code chỉnh sửa ánh sáng, sắc nét và reset. Trong con phải gặp phải lỗi về phần lưu ảnh, con đang bị lỗi. Và trong bài con thấy phần này con gặp nhiều rắc rối và phải cần sự trợ giúp của thầy giáo mới thực hiện được. Trong tương lai con sẽ làm thêm nhiều hiệu hiện thêm nhiều hiệu ứng như là xoay hình, phóng to thu nhỏ. Phần thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. À, cảm ơn bạn là Thái An. Thầy mời bạn là Kiên nhận xét bài làm cho Thái An nhé. Em thấy là em ấy đã có phát triển thêm về nút reset, nhưng mà về những bạn thì cái phần lưu ảnh của bạn của em ấy thì vẫn còn gặp chút sự cố ạ. Hết rồi đấy. Cảm ơn bạn Trung Kiên. Tôi mời bạn Vĩ Thành nhận xét bài làm cho Thái An. À, thầy mời bạn là Khánh nhận xét bài làm cho Thái An nhé. Vĩ Thành có lẽ là gặp vấn đề Con rồi. à, À, rồi Vĩ Thành nhận xét đi. con thấy bài bạn tốt hơn bài con ạ. Con thấy bài bạn cũng đầy đủ và cũng ít ít mắc lỗi sai. Rồi, ok, Bạn có gì đây ạ? Vĩ Thành sau nhận xét có thể rõ ràng hơn một chút nhé. Đó, rõ ràng hơn một Vâng chút ạ. tí đây Vâng con này. nhé. Thái An có thể nói rõ hơn cho thầy về cái chức năng chỉnh sửa độ sáng được không? Thì mình thực hiện cái chức năng đó cần những cái câu lệnh gì? Chỉnh sửa độ sáng nó có cái câu lệnh để cho nó hiển thị lên màn hình và con nút để lập trình cho nó có tác dụng và hiệu ứng và để cho nó vào thêm câu lệnh này để nó được thực hiện lên nào. Rồi, cảm ơn bạn Thái An nhé. Thầy sẽ nhận xét bài làm cho bạn Thái An như sau. Đầu tiên ý thì về mặt sản phẩm của Thái An thì cũng khá là đầy đủ chức năng. Đó. À, nó có nút lưu ảnh rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì còn hơi lỗi một chút xíu nữa, đúng không? Thế như vậy thì thầy đánh giá là khá đầy đủ chức năng nhé. Cái thứ hai nữa là con đã có thêm cái chức năng nút reset rồi, đúng không ạ? Và con thay đổi cái màu sắc của giao diện. Đấy, còn là một bạn là nữ coder đúng không, thì thầy thấy là mà giao diện này có lẽ cũng khá phù hợp với các cái bạn nữ đó. Tuy nhiên ấy, thì cái phần thuyết trình ấy thì Thái An cần phải rèn luyện thêm nhá. Đó thì con có thể ghi ra giấy, sau đó là con gạch đầu dòng ra, thì nếu như con quên cái chỗ nào thì con nhìn vào giấy thì con sẽ tự tin hơn rất là nhiều nhá. Đấy thì con cần là phải rèn luyện thêm về mặt thuyết trình nhé. Còn về mặt sản phẩm của con thì cơ bản là đủ chức năng và có thể đánh giá là mức đạt. Tuy nhiên thì thầy mong mỏi nhiều hơn ở Thái An, bởi vì là con trong quá trình học tập thì con cũng khá là nhanh, đúng không ạ? Cho nên là
khá là nhanh hiểu bài, cho nên là thầy nghĩ rằng là con sẽ nên thêm càng nhiều các chức năng sáng tạo càng tốt. Rồi cảm ơn thầy An và chúc mừng thầy An đã hoàn thành tốt phần thuyết trình của mình.